Hello, đây em mới về được vài con mới hả nha. Đây xe cô là ô tô mà thích nữa cả nhà, nguyên hộp luôn nha, sổ sách đồ đó. Chạy cơ chế là 4 kim, một ô lộ tim nè, Moment in motion nha, 24 chân kính nha, mới luôn cả nhà, còn nguyên tem đáy nha. Nè, lắc nhẹ là chạy nha. 24 chân kính máy NH35, size của nó là 41 nha. 41 mà càng 47 thôi. Dây thép đúc. Đó, con này là mã nó là 238 nha. Lộ máy nè. Máy NH39 luôn nha, NH39. Chạy cơ chế 4 kim, có kim 24 giờ. Đó, rất là đẹp nha cả nhà. Mặt chải tia. 238 nha, dây thép đúc. Rất là đẹp, rất là đầm tay luôn. Hai khóa. Nguyên hộp nha. Hàng trưng bày chưa qua sử dụng. Máy Seiko, bao ở nhà kiểm tra luôn, có code tay. Đó, lên code nè. Lên code nè, có hacking stop nè. Đó, đứng kim để mình chỉnh giờ một cách chính xác nè, ấn chạy tiếp nè. Rồi. Mới nguyên hộp luôn nha cả nhà. Rồi em qua con khác nha. Rồi, một em đồng hồ Tết nốt của Nhật nha cả nhà. Đó, rất là đẹp luôn cả nhà. Dây dài 6 kim. Đó, con này là rất rất đẹp luôn cả nhà. 6 kim. Dạ quang cực sáng, size to bự nha. Bản dây cũng to luôn. Thì con này là size của nó là 46 cả nhà. 6 kim bấm dở thao nha. Bao cả nhà chính hãng luôn, nguyên hộp nha, mới tinh luôn. Đó, mã của nó là 148 nha. Dành cho anh em nào tay to, tay khủng. Dây 21 luôn nè. Dạ quang là cực sáng luôn. 148 nha. Đây dạ quang nè. Đó. Rất là to, rất bự luôn. Nguyên hộp nha cả nhà. Còn con này nữa nè. Cũng là test note luôn. Cũng có hộp luôn. Con này thì mã 138 nha. Còn nguyên tem đáy chưa qua sử dụng luôn nha. Nó size cũng to luôn, 138 nha, size 45. Cũng là chạy 6 kim bấm giờ thể thao nha cả nhà. Dừng, reset nè. Nó cũng có dạ quang sáng luôn nha. Dây cao su thể thao. Đó, chưa qua sử dụng nha, nguyên hộp nha. Mã 138 nữa nha. Rồi, đây em mới về một em siêu phẩm dòng Casio Ocean Note. Đó. Kính sapphire, pin năng lượng chạy cơ chế là 6 kim một ô điện tử nha. À, giờ ngày tháng năm, giờ phút giây hoặc là thứ ngày tháng thì con này có đèn tự động luôn nha cả nhà. Đó, mình vô tối mình lắc tay là nó sáng đèn nha. Tại đây có ánh sáng cả nhà. Đó, vô tối mình lắc tay nó sẽ sáng đèn để mình xem giờ nha. Còn ở đây đang sáng nè, đó. Dạ quang cũng rất là sáng nha. Con này chất liệu là titanium. Dạ quang nè, đèn nút 4 giờ nè, đó. Chất liệu titanium, dây rất là dài nha, khóa là khóa bấm. Con này như là sản xuất tại Nhật. Đó, size của nó là 41 nha. 41 đo ngang á. Đo ngang là 45. Càng thì cỡ 48, tay 16 thoải mái luôn. Dây hình như em còn một mắt dây hành dây 20, đang dây 19 nè. Đó thì con này nó chạy cơ chế là 6 kim bấm giờ thể thao nè. Đó. 5 báo thức. Chỉnh kim, lịch vạn niên luôn nha. Có kim chỉ mất pin nè. Đó. Mặt hai lòng, mã nó là 245 nha, 245. Rồi em qua con khác nha cả nhà. Mấy anh không thích con đó thì em có con này rẻ hơn nè, mã 85, nguyên táp sổ sách đồ đầy đủ. Size của nó là 41, dạ quang học trò nha, mã 85, dạ quang học trò luôn. Dây thép đúc, có đèn trợ sáng, pin khỏe, xem giờ thế giới này kia đầy đủ luôn.
Con này là đời mới multiband 6 nha. Đó, dây thép đúc nguyên táp. Rồi một con bạn con này mã 70 nha cả nhà. Mở gà pin năng lượng luôn, Casio sai ngang 43 lần, con kia 41 đo ngang 43. Con này 41 đo 41 chéo đo ngang 42 chứ con này 43. Đó, dành cho anh em là tay hơn 16 nha. Có dạ quang sáng, có đèn trợ sáng luôn. Mặt hai lòng dây thép không rỉ, khóa là khóa bấm nha. Full chức năng cho cả nhà luôn. Nó rất là đẹp nha. Rồi. Không thích con đó, thích con mỏng hơn. Thì có con này dây là dây rút nha. Mã nó là 65, mặt xanh. Mặt xanh dương, dạ quang sáng, đèn trợ sáng nè. Lịch vạn niên, bấm giờ thể thao, năm báo thức đồ đầy đủ nha. Rồi. Đó. Đây em có con độc lạ dòng Casio mặt đổi màu nha. Nó ví dụ đang chạy cơ chế là hai kim mặt trắng nha. Mình chỉnh qua thành mặt đen, kim cọc vàng. Đó, còn chỉnh lại thành mặt trắng. Thì con này nó có chức năng là lưu 50 danh bạ nha cả nhà. Đó, nè, kim quanh nè. Số điện thoại nè. Từ nó hiện ra nha. Đó, con này là hàng cổ, sản xuất tại Nhật. Đó, 0901253968 nha. Sản xuất tại Nhật nha, mã nó là 63 nha. Thì con này size của nó là 40 cỡ 41 thôi nha. Đo ngang 42 nha. Đó, hàng độc nha, mặt đổi màu. Đó, anh em thích màu đen hoặc màu trắng đó mình chỉnh cái một. Điện tử nổi trên bề mặt kính nha. Rồi. Đây em có con độc lạ nguyên hộp nha, mới tinh luôn. Benzer của Nhật nha. Con này chạy 2 múi giờ, độc lạ, ở bên đây là kim cọc la mã, bên đây cọc số học trò, hai núm nha, hai máy riêng biệt. Đó, hai máy thì nó sẽ có hai cục pin. Cho chạy hai máy riêng biệt mà size của nó là 39 nha. 39 càng là 48 nguyên hộp luôn. Mã của nó là 88 nha. Đó, vỏ vàng. Rất đẹp, chạy hai máy độc lạ nha. Hình mặt cười giống như hai mắt nè, cười nè. Đó, bao ở nhà tìm đâu, hàng bên em là hàng độc không nha. Em có con đồng hồ này mới về nè, Emporio Armani. Đó, hàng new nha. Đây còn nguyên siêu luôn. Rồi, đây cả nhà. Đó, chạy máy là máy Citizen 21 chân kính. Đó, size của nó là 43, chạy cơ chế là 4 kim nha. Đó, lắc nhẹ là chạy nè. Đó, không mình có thể lên cốt tai nha cả nhà. Đó, mình có thể lên cốt tai luôn. Và nó có hacking stop luôn nha. Ấn vô chạy tiếp nè. Size 43, mã nó là 228 nha. Mà này mới chưa qua sử dụng luôn. Mặt nó giống bò sữa vậy cả nhà. Đó. Size 43 càng 50. Máy Citizen 21 chân kính có tai. Rồi, hoặc là anh em nào không thích thì em có con này size 44 của Mỹ nha, for siêu Mỹ. Đó, cũng là chạy cơ chế 4 kim giống như con kia luôn. Có tai. Con này không có hacking stop nha. Máy là máy Citizen 21 chân kính. Đó, dây da nguyên riêng, size dây 22. Kim cọc la mã vàng, vỏ vàng. Mã của nó cũng 228 luôn. Đó. Nguyên hộp nha. Đây một em đồng hồ Seiko chân sao. Mã nó 128 nha. Chạy cơ chế là 5 kim thứ và ngày và chân sao nha. Chân sao đó nha. Size của nó cỡ 38 mấy á. 38 năm nha. Đo ngang cỡ 38. Cả núm là 40. Càng là 45. Seiko nha nha. Cọc số la mã. Seiko đáy xoáy. Rồi. Đây một em đồng hồ Daiseo. Đó, mã nó 118 size 44 nha. Rồi em xin hết nha cả nhà.